công ty phải ký giấy rồi đấy, đi đường với chú là đi từ đây sang bên trong biên đấy, để chú nhận hàng chúng ta về nhá. Còn như là gửi của chú là không có được nữa nhá, không có được nữa, chúng ta đưa cái này cho ra đồng chí. Khi mà tham gia giao thông trên đường thì chú buộc phải có giấy đi đường và các loại giấy tờ có liên quan để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng. Nếu mà chú đi ra ngoài đường mà lý do không chính đáng thì bọn cháu cũng xử phạt chú. Ngày hôm qua, cán bộ chiến sĩ được huy động bố ra các lực lượng phương tiện để ra triển khai các chốt kiểm soát theo đủ phòng chống dịch bệnh ngay trong làn da đảm bảo trong trước 7 giờ ngày hôm nay. Thì trong sáng nay trong thời gian thành phố vẫn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến 16 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2021 thì các chốt chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Thứ hai là chấp hành nghiêm chủ trương hướng dẫn của lãnh đạo thành phố về việc phân vùng phòng chống dịch bệnh. Đồng thời chúng tôi sẽ vẫn kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm giãn cách xã ra ngoài đường không đeo khẩu trang, không đeo khẩu trang và không có giấy đi đường hoặc có giấy đi đường. Cái này nó thậm chí là hơn một người kia là ô tô, chứ là một người kéo ô tô và xe máy.